Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, ExxonMobil rút khỏi dự án cá voi xanh sẽ không chỉ tác động về kinh tế. Tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil được cho là đang xem xét rút lui khỏi dự án cá voi xanh trị giá hàng tỷ đô la với Việt Nam trên Biển Đông. Nếu đúng kế hoạch, quyết định của ban giám đốc đã được chốt vào cuối tháng 10, hiện chỉ còn chờ công bố. Dự án cá voi xanh mà ExxonMobil nắm 64% cổ phần đã hoàn tất thiết kế tổng thể, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phát triển mỏ, nhưng nó bị tắc sau 3 năm đàm phán với các điều khoản hợp đồng không thành công với chính phủ Việt Nam. Việt Nam một lần nữa đứng trước các tổn thất lớn không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả chính trị. Đây là hình ảnh giàn khoan của ExxonMobil. Nguyên nhân của sự việc là gì và bài học nào đang được rút ra từ việc hợp tác thất bại với công ty dầu khí này của Việt Nam? Và liệu có sức ép từ Trung Quốc hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Việc ExxonMobil muốn rút khỏi mỏ cá voi xanh trên thực tế đã được đề cập từ rất lâu. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại được coi mang tính quyết định khi các thương thảo thất bại kéo dài nhiều năm nay gây đội vốn, giảm hiệu quả đầu tư, cộng thêm khó khăn về tài chính do dịch Covid, khiến để càng lâu sẽ càng khó cho ExxonMobil rút khỏi dự án. Chuyên gia trong ngành dầu khí, ông Nguyễn Lê Minh đã nói với đài BBC rằng nguyên nhân vụ rút lui theo ông chỉ đơn thuần là vì kinh tế. Về mặt địa lý, mỏ cá voi xanh chỉ cách bờ 90 km, nằm hoàn toàn trong thềm lục địa của Việt Nam, nên không có chuyện bị gây sức ép về mặt chính trị. Ngoài ra, ExxonMobil còn hoàn toàn có thể chọn cách đánh trận giả, đợi chuyển nhượng dự án thành công, được giá rồi mới chính thức công bố việc rút khỏi dự án. Tuy nhiên, họ không làm như vậy, chứng tỏ họ không còn mặn mà với dự án nữa, mà cũng không chịu sức ép nào ngoài nhu cầu nội tại. Trong đó, còn phải kể đến xu hướng chuyển dịch đầu tư vào năng lượng sạch, xanh, năng lượng tái tạo, theo đúng các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Cùng quan điểm này, giảng viên luật quốc tế, ông Hoàng Việt chia sẻ nhận định với đài BBC như sau. Thứ nhất, thời gian qua, giá dầu trên thế giới nhiều lúc sụt giảm khiến hoạt động kinh doanh của ExxonMobil không thuận lợi. Do đó, họ cần cắt giảm một số dự án ít lợi nhuận để tập trung vào các dự án có lợi nhuận cao hơn. Thứ hai, việc đàm phán hợp đồng ở mỏ cá voi xanh kéo dài không theo đúng tiến độ nên khó thu xếp vốn và giảm hiệu quả đầu tư. Đây là hình ảnh nhà máy điện khí 5,1 tỷ đô la của ExxonMobil tại Hải Phòng. Chưa kể, phía hạ nguồn chưa chốt xong giá khí điện, chưa biết chắc chắn mốc thời gian khi nào thì dự án mới có thể triển khai. Do đó, ExxonMobil cho rằng khả năng sinh lời của dự án không được như dự tính ban đầu, dẫn đến việc họ muốn rút. Bill Hayton, tác giả cuốn Biển Đông, cuộc chiến tranh quyền lực ở châu Á, cũng nghiêng về lý do thương mại khi ExxonMobil mới công bố ý định rút lui vào hồi tháng 9 năm 2019. ExxonMobil đang chịu áp lực phải tăng giá cổ phiếu, vì vậy họ phải bán tài sản để mua lại cổ phiếu, vân vân. ExxonMobil mặc cả với chính quyền Việt Nam về giá khí đốt của dự án cá voi xanh trong nhiều năm mà không đạt được thỏa thuận. Tin đồn về việc mỏ này nhiễm CO2 có nghĩa là phát triển mỏ này có thể tốn kém hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Vì vậy, theo tôi, việc này có vẻ như là do áp lực thương mại, chứ không phải do áp lực chính trị từ Bắc Kinh. Ông Bill Hayton đã viết như vậy trên trang tweet của mình. Với vị thế là tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới, ExxonMobil đã cảm thấy rất khó chịu khi chính phủ Việt Nam lẽ ra phải nỗ lực hợp tác làm đúng các thỏa thuận như ban đầu hai bên đã ký kết, nhưng lại không làm, theo ông Hoàng Việt chia sẻ. Ngoài vô số luật và quy định chồng chéo, phía Việt Nam còn vướng các yếu tố chính trị khi những người tiền nhiệm trong ngành dầu khí như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đã bị truy tố và kỷ luật. Vì vậy, những quan chức phụ trách dự án cá voi xanh rất ngại ngần trước việc đưa ra quyết định, do đó có thể phải chịu trách nhiệm sau này. Những điều này đưa đến kết cục là ExxonMobil muốn rút, ông Hoàng Việt phân tích như vậy. Tuy nhiên, giới quan sát cũng không loại trừ khả năng sức ép từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc hoạt động ở bãi tư chính của Việt Nam suốt năm 2019. Giáo sư Cathay từ Úc từng tiết lộ với đài BBC trong cuộc phỏng vấn vào hồi tháng 9 năm 2019 rằng một quan chức Việt Nam nói với ông rằng sau vụ Trung Quốc đưa tàu từ bãi tư chính và vụ liên doanh dầu khí Rosneft
rút lui khỏi một dự án khoan thăm dò cũng ở bãi Tư Chính do sức ép từ Trung Quốc. Sẽ đến lượt dự án cá voi xanh bị Trung Quốc để ý đến. Và câu hỏi đặt ra là ai sẽ tiếp quản mỏ cá voi xanh đây? ExxonMobil sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ 64% cổ phần dự án, tức là khâu thượng nguồn, cho phía chủ nhà, tức là Petro Việt Nam hoặc một đối tác tiềm năng khác, theo nhận định của ông Nguyễn Lê Minh. Để được chuyển nhượng quyền điều hành mỏ khí cá voi xanh, Việt Nam cần đàm phán với ExxonMobil và cần bỏ ra ít nhất hơn 300 triệu đô la để đền bù. Trong trường hợp đàm phán thất bại, ExxonMobil có quyền về mặt pháp lý để chuyển nhượng dự án cá voi xanh cho một bên thứ ba. Bên thứ ba này không loại trừ có thể rơi vào tay tập đoàn dầu khí Trung Quốc vì họ có tiềm lực và cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới mỏ cá voi xanh. Theo ông Nguyễn Lê Minh chia sẻ, đây là hình ảnh giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông vào những năm 2014 đã gây ra hàng loạt cuộc biểu tình khắp cả nước. Chồng chéo về mặt pháp lý và quản trị, dự án cá voi xanh có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đô la, ban đầu thì rất hứa hẹn, nhưng nay có nguy cơ thất bại cao do liên quan nhiều bên, nhiều luật phức tạp gây mất rất nhiều thời gian, làm mất cơ hội đầu tư về hậu quả kinh tế và các nhà quan sát cho biết như vậy. Theo một chuyên gia quan sát Biển Đông thì mớ bỏng bong luật ở đây gồm luật dầu khí bao gồm đối với khâu thượng nguồn, gồm giàn khoan khai thác, các giếng khoan, ống ngầm, nội mỏ, luật xây dựng đối với khâu trung nguồn, gồm đường ống vận chuyển khí và khâu hạ nguồn, gồm nhà máy xử lý khí và các nhà máy điện, và luật đầu tư công bao gồm liên quan đến phần vốn của nhà nước. Bên cạnh đó, mỏ cá voi xanh có hàm lượng CO2 cao nên cần áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, dẫn đến chi phí đầu tư cao, khiến giá bán khí không được cạnh tranh. Việc này dẫn đến bế tắc kéo dài nhiều năm trong đàm phán giá bán khí và điện, gây mất cơ hội đầu tư. Ngoài ra, sau đại dịch Covid và các suy thoái kinh tế toàn cầu, cả ExxonMobil và Petro Việt Nam đều khó khăn về tài chính và đều muốn tái cơ cấu đầu tư theo các mục ưu tiên riêng. Về phía ExxonMobil là chuyển dịch sang đầu tư năng lượng sạch, còn Petro Việt Nam là tập trung dòng tiền vào lô B nằm ở bể Malay, Thổ Chu thuộc phía Tây Nam Việt Nam, theo phân cấp mức độ ưu tiên và tiến độ, chứ không vào khoảng mỏ cá voi xanh nữa. Theo ông Nguyễn Lê Minh chia sẻ. Và điều này dẫn đến Việt Nam sẽ thiệt hại những điều gì? Các chuyên gia cũng cho biết dự án cá voi xanh nếu được triển khai sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, làm thay đổi diện mạo và cân bằng cấu trúc kinh tế xã hội giữa các vùng miền. Đây là hình ảnh năm ngoái giàn khoan Petro phải rút lui khỏi Biển Đông dưới sức ép của Trung Quốc đã khiến cho Việt Nam phải bồi thường tới 1 tỷ đô la. Dự án cũng sẽ đóng góp khoảng 20 tỷ đô la vào ngân sách nhà nước, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra khoảng từ 3.000 đến 4.000 việc làm chất lượng cao cho các tỉnh miền Trung, thu nhập xã hội từ thuế, lợi tức đầu tư ở khu công nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, và các chuyên gia trả lời phỏng vấn cho biết thêm như vậy. Ngoài ra, cá voi xanh còn được dự kiến trở thành một dấu mốc để Việt Nam thúc đẩy các dự án trọng điểm ở khu vực ngoài khơi miền Trung trong tương lai, bao gồm cả mỏ Kèn Bầu. Nếu không tiếp tục dự án cá voi xanh, tất nhiên cơ hội này không còn, vì đây không chỉ là kinh tế, đây còn là một vấn đề chính trị và chiến lược, theo giới quan sát. Cũng theo nhà bình luận Hoàng Việt, trong bối cảnh Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh và sự đe dọa để đạt được mục tiêu độc chiếm Biển Đông, với hoạt động ở mỏ cá voi xanh được coi cách Việt Nam lấy lại thế cân bằng, do Trung Quốc không dễ đe dọa một tập đoàn lớn như Mỹ, ExxonMobil. Và trước sức ép từ Trung Quốc vào năm 2017, Việt Nam đã phải yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha hủy bỏ việc thăm dò tại lô 3136 trên Biển Đông. Vào năm 2018, Việt Nam tiếp tục yêu cầu Repsol hủy bỏ dự án đang tiến hành tại lô 07.3. Và tiếp đến vào năm 2020, Việt Nam lại phải hủy bỏ việc thăm dò và khai thác mới tại lô 06.1. Sau 3 lần Việt Nam rút dự án dầu khí trên Biển Đông, lần này nếu ExxonMobil rút, các tập đoàn dầu khí trên thế giới sẽ e ngại việc đầu tư vào Việt Nam, và việc này sẽ có tác động nhiều mặt và lâu dài đến sự phát triển của ngành dầu khí cũng như uy tín của chính phủ Việt Nam, tạo đà cho Trung Quốc tiếp tục lấn lướt Việt Nam trên Biển Đông. Ông Hoàng Việt đã nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 với bản tin Biển Đông, ExxonMobil rút khỏi dự án cá voi xanh sẽ không chỉ có tác động
kinh tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.